Hello, em đi đâu vậy? Dạ em về Vinhome ạ. Thế là cũng tiện đường anh đây. 100.000 đi đâu em? 50.000 được không anh? Thôi cũng được, em lên xe đi. Alo chồng à. Em đang về Vinhome á, em vừa gửi cho anh bản số xe. Có gì thì tối nay mình gặp nhau nha. Đến Vinhome rồi em ơi. Dạ để em chuyển tiền cho anh nha. Thôi không cần đâu. Lúc nãy ở trên đường đó là chỗ đường vắng ấy, thì anh thấy có một cái người đàn ông đi theo em ấy, thì sợ nguy hiểm nên là anh hỗ trợ em chút xíu thôi. Dạ em cảm ơn anh, rất là nhiều ạ. Thôi không có gì đâu, lần sau đi nhớ chú ý an toàn nhé. Mình không chung giấc bao, chúng ta khi sinh ra đều có tạo hóa riêng, bao lời danh chẳng mà.